Theo báo cáo của Hệ thống giám sát bệnh COVID ở Sài Gòn, từ ngày 2 tháng 12 đến nay, không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng và sau 2 tuần cách ly ở một số khu dân cư có liên quan đến ca lây nhiễm cộng đồng, hiện tại thì những khu này đã trở lại đời sống bình thường. Tạm ổn, là vì hôm đó là hôm mấy bữa mà bùng nổ đó là người ta vắng ra đường, đường xá vắng hẳn luôn, mà mấy hôm nay thì coi như tạm được rồi chứ cũng còn chưa có được như hồi xưa. Hồi xưa trong lời kể của bà Chung là câu chuyện lúc thế giới chưa xảy ra dịch Covid-19. Còn giờ thì do dịch kéo dài hơn cả năm rồi nên mọi người cũng quen dần với kêu gọi của nhà chức trách, đó là cần thích nghi trong hoàn cảnh bình thường mới để chờ đợi thuốc chủng ngừa Covid. Bà Chung nhớ lại và kể tiếp. Mấy ngày đầu là đường vắng tanh, là cô bán bữa cô ấy nửa nồi luôn, bán tới 9-10 giờ luôn. Còn mấy ngày nay thì đỡ ta tạm tạm được rồi, coi như là trong 14 ngày cách ly là không có ai nhiễm thì coi như là im bớt rồi, ta bớt sợ rồi. Không ít người tin rằng với sự quyết liệt chống dịch của nhà chức trách, giờ đã yên tâm hơn nhiều lắm rồi. Bây giờ người ta hết lo rồi, người ta cũng nó hết rồi, đâu đâu còn nữa. Người ta đã hết phong tỏa rồi, giờ dân người ta cũng vui mừng vậy thôi. Không, nhà nước người ta đã làm như vậy thì quá tốt rồi. Tình hình lây nhiễm Covid trong cộng đồng đã được kiểm soát, nên bắt đầu đưa đến chuyện lơ là về khẩu trang. Thấy là tốt đó, là biết sao không? Lúc đó mấy ngày đó là coi như là ai ra đường mà không có đeo khẩu trang là bị phạt, cho nên ai cũng chấp hành nghiêm chỉnh. Rồi tự nhiên mấy hôm nay thì giảm bớt rồi đó, thì có người cũng lơi lơi đi, chứ mấy ngày đầu là thôi ra đường là khẩu trang. Giờ là những tuần lễ cuối cùng của năm 2020, tiết trời mùa này se lạnh nên các cảnh báo phòng dịch Covid-19 tiếp tục khuyến cáo người dân cẩn trọng, nhất là các ca nhiễm Covid từ người nhập cảnh vào Việt Nam gần như ngày nào cũng được ghi nhận.